Ừ.
Trời nắng đẹp như nay mà không đi chơi, phí thật. Nhưng mình còn làm vlog cho mọi người xem mà. Hay nghỉ làm vlog một hôm. Hay không được, mình phải chăm chỉ làm vlog. Ai, sao tự nhiên nay lại nắng đẹp vậy không biết. Biết làm sao bây giờ. Giờ làm sao? Thôi, quyết định ở nhà làm vlog vậy. Quyết định ở nhà làm vlog vậy. Quyết định ở nhà làm vlog vậy. Quyết định ở nhà làm vlog vậy.